Đây và các bạn cũng đang thấy là cuối kết thúc kỳ suối cá là một đường lên đông cây đăng. Đường lên đông cây đăng này thì lúc nữa xin mời các bạn chúng ta hãy cùng khám phá động, nhưng mà động cây đăng này nó cũng gọi là một cái động hang đá thôi. Nó không thể đẹp bằng động ở Hạ Long được. À. Trong này cũng có những du về gặp các hang động là các tên mô chúng ta hay thắp hương nên mà cũng có người phục vụ hương luôn. Quý vị, anh chị và các bạn ta cùng lên hang động cây đăng để chúng ta khám phá nhé, xem nó có những cái gì ở trên hang động này, nó có huyền bí hay không. Những hang động này nếu mà vào trời nắng thì nó không trơn, nhưng mà những bậc thang này vào trời mưa là thường thường nó rất là trơn. Thì quý vị anh chị và các bạn chúng ta lên trên hang động, chúng ta cũng chú ý là những cái bậc thang này nó làm bằng đá, thì khi mà có trời mưa chúng ta cũng cẩn thận không bị trơn ngã nhé. Đường đi cũng khá là dài của việc bạn. À đây. Đây là phía dưới của đường tôi vừa lên. Chắc quý vị anh chị và các bạn chúng ta cũng đang thấy tôi thở. Đường nó khá là dài khi mà chúng ta lên hang động. Khá mệt quý vị các bạn. Đây, đây là lý do mà tại sao mà người ta lại ban hương ở dưới. Trên này cũng có những cái hòm cúng đức để cho quý vị bạn chúng ta bỏ những cái hoa tiền cúng đức vào đây. Đây là bên ngoài hang động. Dưới này có cá không con? Dạ không có cá đâu ạ. Dưới này chỉ có nhiều như đá kim tuyến, nó tạo ra nhiều hình thù con vật khác nhau đấy ạ. Và trong đây có nhiều cảnh tượng giống nhau cực kỳ luôn chú ạ. Nó giống như là hình thù của bên ngoài nhưng mà nó chỉ là đá thôi ạ. Cái này nó có thông ra được ở đằng kia không con? Hay là phải quay ra đây? À đi xuống một suối cá luôn. Thế ra phía đằng này à? Nếu như mà đi cả đoàn thì có 50.000 là cháu sẽ dẫn đoàn mình đi sang cửa bên kia và đi xuống suối cá luôn đấy ạ. À. Rồi tí nữa mọi người tập trung bên đây, nếu mà có đi thì chú nhờ con nhé. Vâng ạ. Ừ, chú cảm ơn con. Đây quý vị anh chị và các bạn đã thấy là đây là đường xuống động. Và quý vị các bạn cũng vừa xem vừa nghe được là một cái em nhỏ em giới thiệu qua hang động, và em cũng có nhu cầu là dẫn mọi người đi nếu mà mọi người muốn một cái hướng dẫn viên du lịch để dẫn đi, vừa hướng dẫn vừa giới thiệu cho quý vị anh chị và bạn được biết cái đường vừa thấy cái động, các cái hòn đá từ hàng trăm năm hàng ngàn năm xưa, những cái dòng nước khoáng nó chảy và nó tạo lên như thế này quý vị bạn. Hầu như quý vị các bạn chúng ta đi những hang động chúng ta thường gặp những cái hoa hình thù của những cái tảng đá như này. Này thì người ta cũng bố trí các cái
ngọn đèn điện để cho khi bạn có thể là chúng ta định được dễ dàng hơn. Và sau đây xin mời quý vị bạn chúng ta hãy thầm động nhé. Quay năm xưa, quay đến dặm sao lầy vào đồng môn đây. Tôn cảm ơn thần trình đầu của quay ba chúa thân ngàn và ban thông quay này kinh tuyến thế này để che chở cho quay. Tượng trưng cho lời dân phát triển lập lại của quay giờ này ạ. Phía trong này là hình ảnh cây đa thạch thành ạ. Phía sau cây đa có hình ảnh tô thị bồng quan lên đường trời sông. Và chúng ta đi kiểm tra này. Quán chia tay lên nàng tô thị, mời các cô chú và các anh di chuyển vào lối tận thai của mình để ngắm cảnh cuộc chống chơi của bà nữ hoa đổi đá và bầu trời. Bà nữ hoa nương nương năm xưa đổi đá và bầu trời ạ. Cái đèn của anh sáng quá nên không thấy đâu. Nhìn thấy vẫn nhìn cái bóng của cái đèn đó. Mình di chuyển không biết. Mình đi lối tận thai về lối của mẹ đấy cô chú ạ. Thỏ ơi, thỏ đi chúc Ngọc thầy Lạc nhé. Ở đây thì hang động nó rất là nhiều và ngách, nhưng mà quý vị các bạn ơi, nếu mà dẫn trẻ con đi chúng ta cũng cẩn thận xem để các cháu sẽ bị lạc. Bà đây minh chứng rằng bà là bà xong bầu trời của mình đây. Và những cái chỉ màu đen là bàn tay du khách về đến bầu trời làm kỷ niệm. Đây là hình của chúng chơi nhỏ bé hơn phân quà hoa rồi đá và bầu trời. Chia tay hình của chúng chơi. Và chúng ta chuyển vào trong này để ngắm núi vàng bằng bạc nơi cầu lộc có tiền có tài đây. Mình cũng đâu có. Đang thì có mắt đấy. Mắt này. Đúng không? Bên trước thẳng chúng ta đây là dòng thác bạc, thác bạc ạ. Thác bạc 19 giờ đây và thác bạc ở hai bên. Vì đấy đồng tiền có mang cái bộ và thác bạc 19 giờ đây. Không có bộ cho thác bạc hai bên. Đồng tiền mình cất đi cuối năm mình mới tiêu về nhà mình sẽ thác lập ạ. Ai không cho ai cũng có lọc cho càng nhiều và nhiều lọc đây. Đây mới là 19 giờ thác bạc ở hai bên này. Mà nếu mà không lấy tiền thì mình có thể lấy cái tay mình xoa với bàn tay mình làm nên tất cả có sức người xoay đá cũng thành cơm ạ. Chia tay với hình dòng thác bạc thác bạc. Họ đã đổ lục bộ xuống cái hang này đi khai thác vàng cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, 30 năm, 40 năm trước ạ. Bỏ vàng như thế này đó. Một cái suối ngọc cá thần nó đi theo xé núi này đi hàng chục cái số ạ. Gần như thế này đó. Lúc ơi, soi lên cái bát. Cô ạ. Qua trước mặt chúng ta đây là đường trận đèn bàn, cánh đèn bàn của cái đường trận đèn bàn. Chắc chờ nó không một không ạ. Qua đường trận đèn bàn. Đấy là nước nó còn đi nước là có mà. Lọ xăng dầu. Các bạn, các bạn, các bạn.
cái thằng này. Vâng, đàn lên đây. Vâng, đàn kêu tiếp nhé. Vâng, đàn 2 năm công chúa từ hàng trở về. Mình có thể hiểu đây chính là giấy đàn đá thành phần như chuẩn. Đi. Thôi bộ, mở ra áo. Minh ơi, dạ. Bên kia đây. Khá lắm rồi. Từ từ thôi, kéo cột đầu nhá. Hôm nay thì quý vị anh chị và các bạn thấy là có những cái tốt đoàn du lịch, sẽ có những cái hướng dẫn viên du lịch sẽ giới thiệu cho chúng ta như thế này. Và đây thì có thể là hướng dẫn viên du lịch nói ra một đàn đấy mà cũng hơi khó, chúng ta hơi khó nghe. Có gì mong quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy thông cảm cho kênh nhé. Trong cuộc chiến này cái thiện và cái thiện bao giờ cùng chiến thắng cái ác ạ. Trong cuộc chuyện đánh nhau cả sáu bị thất trách để cái cha phần thiên phi được ở lại trong hang ạ. Vừa rồi lên cái cha thấy cái sáu được xây còn những hình trang hang động tự nhiên. Toàn bị di chuyển vào năm hai thì nắm hành trốn bồng ngai tiên cảnh và tuổi tắm cô tiên. Đặc biệt là đi tuổi tắm cô tiên để có duyên. Ai chưa có người yêu, ai chưa có duyên thì trở về cô tiên để có duyên ạ. Cái điều này thì mình thích. Trời gái cô tiên là có con xuyên luôn là điều này mình thích. Nhắc tới hình ảnh trường bông lai tiên cảnh thì không thể không nhắc tới của chúng con hạp ạ. Con hạp vốn dĩ có một cảnh là con hạp này lại có mông vàng đấy ạ. Vì con hạp này được cho rằng trong khi bay một tầm trang thì những quái bị ô tô xe máy máng ngon là có mông vàng. Thì không gian những quái bị bỏ đấy ạ. Ngày kia đâu không bỏ. Trên tay con hạp là hai quả mít tiên ạ. Quả mít xa bên trên và cũng mật ở dưới. Hai quả mít này rất là thơm, dân làng tranh nhau tới đây để ăn ạ. Nên ba chúa thân gian đã hóa thành đá chỉ để ngắn hơn nên đâu ai cũng hóa thành đá. Vâng, từ chợ cô chú các anh mình tới bữa nay thì có ngày con cố mèo ạ. Mình nhìn qua đêm khỏi thì giống hơn đấy. Đôi khi chúng ta lớn lên đều trải qua vòng tay của người mẹ. Vâng, giống cú mèo thật. Xin giới thiệu đây là bầu sữa mẹ. Mình sơ xoa lên bầu sữa mẹ, mình xoa lên trả của mình còn sức khỏe đây. Mình cho mẹ sinh tao, mình nhỏ sinh tao đấy ạ. Vợ con sức khỏe xong rồi, chúng ta nên đi tìm được trong sữa tắm cô tiên. Ngắm con nạn tiên tắm sữa bánh cô tiên để có duyên ạ. Có tiên không anh ơi? Tay vào hai vú, vú sữa mẹ. Mình tính.
ngoài cái sao mình ngắm hình ảnh chân cá bơi thì cung ra. Giới thiệu các anh các chị, các cô trên mặt chúng ta đây, suối tắm cô tiên là và những đá nhô lên đây tượng trưng ở đầu các cô tiên đang tắm. Thân hình các cô tiên đang tắm thì trên nước ngâm thì nước không quan sát được. Còn đây chính là đầu tiên đang đầu lên bên cạnh. Còn trong câu chuyện có 7 hàng tiên, bên phía sau lưng của chúng ta đây là quái của 7 hàng tiên đang phơi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sau đây. Còn đặc biệt là quái của nàng tiên út, nàng tiên thứ 7. Nhưng cách từ đây cứu quan nàng hỏi rằng vì sao quái của nàng tiên út, nàng tiên thứ 7 lại ngắn hơn đây ạ. Vì quái của nàng tiên thứ 7 đã bị đồ đề của đường tăng chứ bất cứ khắc nước miền để bán lấy tiền hồng rượu. Chứ bất cứ hai hợp tham mân mà hợp sắc ạ. Trong câu sư vũ của tiên lấy tiền trong gạo. Nên có vũ của tiên là sở bày của tiên lấy tiền vua vợ. Vâng, ngay chưa có vợ, chưa có chồng, nhưng người yêu với sở bày nàng tiên út, nàng tiên thứ 7 về nhà sẽ có duyên ngay đó. Chết sở váy cô tiên. Ờ, thì sở phát. Tiên ơi. Mùi lư làm người ta nhớ tới bài thơ của Lý Bách ạ. Vâng, thác nước mùi lư cao hàng khớp từ dưới nhìn lên tựa dài mây ạ. Thì thác nước trắng xóa tươi đang đổ nước xuống đây cho nó đẹp hay gọi là thác mơ ạ. Và trên thác mơ có anh cánh chim bẹt vàng đang bay, cái đầu và đôi cánh sẽ cái đang bay cười nó đây. Ở phía sau thì có động tình yêu của mẹ, thì có động cô tiên mà. Ở bên này thì có hình ảnh rừng cô tiên. Không đâu nhá. Vâng, chúng ta di chuyển về cửa mẹ để ngắm hình một túp liều xanh, hai trái tim vàng chân dung Bác Hồ cảnh quay đằng trước cảnh khép lại trong hang động này. Cánh đại bàng mà việc bạn vừa được nghe ở đây. Quang trăng hóa sâu, rừng rừng và đẹp. Cánh hoa thậm chí là bãi biển sông Sơn nổi tiếng trong nước và thế giới, thiên nhiên ưu đãi hoa động kỳ vĩ như thế này đây. Vâng, bên dưới đây là thang mây, lên xuống. Có câu diễn tặng thế này, bắt thang lên khỏe, ông trời tiền đưa cho bài có đôi đến không. Ông trời có trả lời rằng không xa, nhưng không gì nào. Bên dưới thang mây có hẹn ngày đều quăng lên đường. Trong lưng bắt đầu nó dình cho bé sinh hai ba con cái đầu hồ ở ngoài ra. Và ngay lập tức ông đồng tăng xuất hiện, đứng trước vòng trăng nông nhầm chú giải cứu hai mẹ con. Chính vì có ông đồng tăng xuất hiện, từ thờ đến khổ cũng chỉ hai mẹ con ạ. Đoàn thứ 3, mời các cô anh chị di chuyển sang bay để không anh chị nhìn ảnh chân dung Bác Hồ gia đình nhờ anh Manlo cảnh quay đằng trước cảnh cuối cùng trong hoa lâu ạ. Những hòn đá ở trong này rất là trơn, khi mà quý vị quan chúng ta ở đây thì chúng ta cũng chú ý khi mà chúng ta đi lại. Nó cách cái hang này mấy trăm mét thôi. Nên là mưa hay cây mấy tuần này. Đường đi xuống hang rất là treo leo, không biết là. Vâng, mời các anh các chị. Và giới thiệu ô tô các anh các chị, bên trước mặt chúng ta bên trên cao đây có hình chân dung Bác Hồ ạ. Bác có mái tóc bạc của trầm râu của Bác đây. Và đây là đá vôi này, thành cao đâu ạ. Bác Hồ cũng rất lớn. Và đây, Bác Hồ không còn mà có 2 triệu con ạ. Có thể nói chỉ mình trái tim một người Việt Nam chúng ta đang, đây là, đều là con của Bác. Bác đang ngắm mình cửa mẹ từ những ngoại mình những Việt Nam chúng ta. Ta hóa lúc tên hẹn ta với mình Bác Hồ đang sẵn mình cửa mẹ đẹp trong hang đây. Thì Bác Hồ thật đáng được nơi chẳng của mình đó. Bác Hồ à, đang cúi chào Bác ạ. Gia đình nhà anh vẫn lùi ạ. Theo đời anh con, anh mẹ và anh bố ạ. Anh bố mất vì sao lại lồi lên đây? Vì anh bố này có vợ có con mà đi đêm tán gái lên là nhiều quá nên bị lồi lên. Vâng, bên phía cửa mẹ có hình hai con voi đang trước. Đây là cảnh cuối cùng ạ. Chào bố anh chị đây, cảnh con voi bố qua đôi mắt
rất là đẹp. Con quay dưới là con quay mẹ, hai con quay đang nằm tiếp, cái con quay đang nằm tắt ra. Các khách hàng ngoài đang giao củi á. Vâng, đỡ thôi, đôi lần đi vào cửa xa ra cửa mẹ là đây, cửa mẹ, cầu mẹ, cầu mắn, cầu lọc, cầu tài, cửa mẹ đây ạ. Cái các thời gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai thành bằng cha. Con nước chảy về nguồn, tu đâu cho bằng tu nhà, thôi cha, thưa mẹ, mở ra chân tu. Và đây là cửa cửa hàng rồi quý vị bạn. Đây đường ra. Đường ra của hàng rồi. Trong này cũng rất là có những cái nó rất là huyền bí và nguy hiểm. Thì ở đây quý vị bạn thấy chữ là người ta viết là cấm vào hàng. À, họ viết cấm vào hang thì tôi cũng chẳng hiểu như thế nào, nhưng tôi cũng không dám vào luôn. Trông đỡ âm u quá. Và cuối cửa hang của Lục Cây Đăng thì là đấy là cái đường đi xuống ở phía các thần luôn. Đây là đường đi xuống suối các thần luôn quý vị các bạn. Đầu hang thì đi vào, cuối hang thì đi ra. Chưa tích cho là ở trong hang lúc này quý vị các bạn đã biết là nó có một cái hang sâu khoảng 40 mét. Nó là cá chúa ở đấy cuối hang, nhưng mà lúc du khách đi vào thì chưa một ai là dám xuống dưới đấy, bởi vì những hang nó bé mà đi lại ở dưới đấy nó xuống một vực thẳm không xuống được. Và theo lời đồn đoán của mọi người hướng dẫn viên du lịch ở đây, đấy là một cái hang để cho cá chúa ở đấy. Vâng, và rồi chúng ta cũng đã vừa tham quan cái động cây đăng ở suối Cát Thầu thần hiện Cẩm Thủy Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị anh chị và bạn chúng ta đã bất chấp thời gian vàng ngọc của mình để xem video của kênh Việt Nam Travel. Xin cũng chúc quý vị anh chị và bạn
có những cái kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ du lịch thật là thú vị và hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.